Ông chấm riệp xua năng xua đây bọn bông tặng ọc nế. Chà, nè kru chmô học thị đá, chì kru bằng riêng nơ vụ chìa lại bà xì xô vát khăn ông cảm vị thi xà la riêng chùm nọt thầm mây. Chà, nhưng chẳng thằng ngày nay dông mọc bằng tó, chà, sắc xa ông bì xóm nua chùm lá ơi nơ khăn ông mê riêng tì pram rà bò dưỡng tẹ tông tờ nâng ca lô bông bát ca rư áng chùm bù sạch trầy. Chà, nhưng chẳng môn năng bà tó nè kru xông nghịa chô mọc đó và thô bông nông nè ca sắc xa rà bò dưỡng miên bí. Chà, tìm môi xoay dô lòng bì khá lâm xa nây ảnh ụ xin nhá, xa đầy bì kà lô bòm bát kà rư áng chung bù sạch trầy. Chà, ta ta nực nông khá lâm xa nây ảnh ụ xin nhá nâng cư bạp nạ khá lạ, nó. Chà, tìm bì xoay dô lòng bì kà chô ruộm rô bò sạch trầy nực nông vị xài nìa nìa, đồ chìa, chà vị xài nìa dô bai, ọ bòm, kà đồ chìa kà nghe chìa đào, chà. Chẳng vật thô bầm nón dưới cư miên bì nâng ná, tặng ọc nế, hả lời này cử nghĩa bà to cho màu xa rạ xâm khăn vinh mà đó. Và dương mơ bì xa rạ xâm khăn này ca sắc xa cư miên bì đổi khí nế. Chà tìm mùi pra chùm này đang nằm bầy lục bầm bát nơi ca rửa áng nế nìa. Chà tìm chùm bố sạch rây, cậu mà rây, cả đồ chía, chà bố rọ cả đào nó. Chà tìm bì cư ca pra nơi chùm này đang nằm bầy án ở vọt nơi ca pra sạch. Né, phố nơi bê để dương đăng hói dương vô tập ra. ប្រះហើយការប្រះប្រះរបស់យើងទៀតសោះគឺត្រូវប្រកបដោយទំនួលខុសក៏ត្រូវណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំបន្តចូលមកដល់សំណួរទី1របស់យើងតែម្ដងចាសំណួរទី1អាចថាវាអីបន្តិចប៉ុន្តែគឺចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចេះណាអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់យើងតើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់ការរើសអើងចំពោះស្ត្រី ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកណាចាឆ្នាំណាហើយមានន័យថានៅក្នុងអនុសញ្ញានឹងគឺមានខ្លឹមសារដូចមិនដាច់ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្អូនមើលសំណួរហើយតោះអាចគិតហើយអាចពិនិត្យនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថាតើចម្លើយបែបណាណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានចម្លើយហើយអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាចា អរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគិតបានពិនិត្យនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនហើយអញ្ចឹងសូមមកទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីចាអនុសញ្ញាស្ដីអំពីការលុបបំបាត់ការរើសអើងចំពោះស្ត្រីគឺត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 18ណាខែធ្នូឆ្នាំ1979អញ្ចឹងបើយើងគិតពី 79 chà cứ chia sẻ mày ấy ấy con bị chặt pram đó chặt bốn cứ chia sẻ mày mua để dưỡng chà rong nơi sừng kềm mày nấy tặng ngọc nía chà anh chăng nơi khăn chật lọ chà nắng chà mặt đỏ chặt bốn nó mày là dưỡng ruột phọt đấy vì rồi bỏ bỏ bót hay dưỡng có chà miên anh út nhà mũi đại kê bậc cả đòi ông ca sạm chi chiết ông pi cá ấy kê chà bắt đầu chặt ao sợi trầy chăng là dưỡng mà mưa khâm xa lùm ất cứ tiêm ti ở miền ca lục bằng bạc ca rư áo nghề rịp hết chà lơ công bố chà sàn nập hiệp nâng cổ rộp sật sật rấy phát đo nập hiệp sma khnê nâng cổ vi xài chà đô chi vi xài nè dô bai ca ọp rung nâng vi xài ca nghề chỉ đào chà chân dân đăng hai thà nâng nông cùng lòng sân kriềm tiếng lơ ti môi tiếng lơ ti pi sật rấy cả đô chi công mà rây có tù tù bà nữ chà phát lùm bạc chì chà chà ca bật sật sợi phiệp chà ca rửa ăn cả đồ chì ca rồng lộ bóng biên đó có đó bà dương giấy tới tăng bị đá mau cư miền chà bần ta bà dương cần lệch mà đó chân năm đại dương tự tu rong nơi sừng kriêm tăng bì lược nâng quạt cỏ rong nơi phò lông bà chì tràn nế sợi trái mùi chùm nôn thật nâng nông bà tế mà chùm nôn nâng cư thơ bàn kê xâm lạp chàng khô khâu chà miên ca rộng lộ bóng biên thèm phá cài phá chất nâng phá phết chị đào chẳng nâng ai cứ chì phó bác bó nhàng khlang cả đó còn nó chà chẳng đi cứ chì khlâm xa chì ruốm cả đô chì ở dương bán đăng ẩm bí chà ông ca đại quát ruốm chụp này đăng nông ca lúc bóng bát ca rửa ảo nế chẳng bố sợ thầy hay đôi rụp hiệp bó dương chẳng chà chẳng đi cứ chì nì mật xâm co cả đô chì logo rồi bỏ ông ca sạp chi chiết cho người hồ chưa ta còn đắng á nè chai bà rụp đi vấn miền này thà cứ thở bàn bắt đầu là cả đó sẽ trầy khỏi bị miền ca ăn uống mặt đòi ông ca sạp chi chiết thế tông cho môi năng ăn uống sinh nhà năng nó
Chà, anh chàng lớn đi, nè cụ bắt to chỗ đó xâm nô tí bì ở bao dương tay mà đón. Chúng phúc xâm nô tí bì ở bao dương, cứ dương cử lệnh mơ tớ quên thả tá bắt to bì miên ca bắt đó là ca, rồi cả bắt đó sật tớ đó sật rầy hai thả tá khăn ông bị sai nè dỗ bái sật rầy qua tớ tố ban sật ở vầy khá là, nè chà. Anh chàng con ai kết bằng tạch mơ thả tá khăn ông bị sai nè dỗ bái cha bà con ở cất bị khăn mê riêng của bà này con ai cả lệ mớ chỉ vụ phép này ca rùa nơi bà trăm ngày bà con á thà ta sẽ trái khi có thật thuộc bàn sật ấy khả nè chả anh chắc nơi khăn đi dương ở toàn bàn cất bị cổ mà rấy nà phổ dương đắng ngay nơi khăn bị sai nhiều bái cứ bắt đầu từ lời sật trái để con miền ảy dụ chắc bị đọc bằng bầy cho nam la ứng nó chả anh chắc con cất mớ chả ở con là lớn đi nè cổ bà anh châm lời thầm ở đó xong tiền to cho mùi nè cổ chà chúng phụ vị sai này dỗ bái chà cứ stray có từ tổ bàn sật chỉ chán thì mỗi cứ cho rùm bạch nào đừng cho chúng mua ở kề bạch nào chà chẳng cho rùm bạch nào đừng dừng đằng này chà đầm bay rơ rơ đầm bay chơ rơ rơ nè đầm nang chà được cái nông ca đắk nom áp yêu vật sạ công rồi có thể chết bạc quạt chẳng ai ta quạt miền ở dù đập bay chân nam chà miền cột lẽ khăn đôi chân miền ở tạ sinh nhật ban thời ban cho chúng mua cho rùm bạch nào cứ còn ai tới bạch nào bàn chả mỗi viên tiệt chả cọt có ai miên ở cả nơi con ông ca cho chúng mua khai chỉ nè đặc nón mình ta ao kệ bỏ chân nào đòi cọt đòi cọt sọp tận nâng lẽ khăn chả đã miên chài từ chia bỏ dụ vẫn cứ chặt pin mà thấy làm cho làm lặng tờ nhé chả hai mối tiết cứ cho rôm chặt chài cô này dụ bái chả nâng ai nó vọt cô này dụ bái chẳng miên này ta cọt thở tại đằng hay thở ta chỉ nè bắt đo nơi dụ bò chả tiện tông cho mối pan ca rồi có con dấu bài này khá bị vọt xem xem hai có cho ruộng ăn được vọt chả nó con dấu bài đừng đai đầm bay ở miền ca bị vọt rồi có rơi chấm ran từ một chả hai mối tiết cứ cho ruộng một ra càng nghe khăn ông sản bản rót cái đồ chỉ ông ca nề nề chả dân cứ quạt miền ở cả chả cho ruộng một ra càng nghe chả chia ca ruộng chấm này mùi khăn ông ca bị vọt chả khôn ai cái đồ chỉ bị vọt là khăn ông sùng cùng bọc luôn đài nè chúng nó trong cái cứ phơi chỉ nè đầm nang rồi tham bị ba đem thân chiết nâng thân on thân chiết chả chẳng hạn nó có gì chúng nó tầm khán đấy miền thạch còn miền ốc cả nơi con ông cả khai chia nè đặc nón chỉ nè đầm nang nơi con ông cam phết xem xem nè đầm nang cả áp vọt cái nơi con ông bị sai nhớ nơi yếu bài chả chẳng đợi nơi con ông rụp nên chẳng còn khơi nhá nè chả chẳng cứ cọt rùm chấm này nơi con ông cả phơi nơi rõ scam phép nâng ọt nâng chà chẳng ní cứ chia ở vây để có tựa tù ba nơi khăn ông bị sai nè dỗ bài chà ở lớn ní dương bật tó cho con mặc đo bị sai môi tiệt cứ xung nụ thị bây rồi bao dưỡng cứ bị sai ốc ọc rùm thà ta nơi khăn ông bị sai ốc rùm vĩnh chà có tựa tù ba nơi sất ở vây khá chà chẳng ở lớn ní nơi cứ xông bằng hai nơi chùm lái vậy tập bắt tập mình tập về con cất tai ai tiếng toạt phổ chưa chịu tha con bạn riêng hơi dạy mày riêng năng nó cha chẳng bao giờ giờ em pi vì say ở rung vĩnh cứ quạt sợi dây nắng cứ từ tua bàn sắt đôi kia từ nâng một rõ đài hai bàn giày bị cổ mà ra cọ đôi chia cổ mà ráy cứ thời từ tua bàn sắt mà kia tim mũi cử sắt từ tua bàn cao rung cướp cầm rạch sọc xa cha chẳng như khơi nhảy được không rụp hiệp mình chẳng sợ trái gọi quạt miền sật châu riêng này mẹn tay bỏ rõ rư ko mình mẹn tay cũng mà ra thì chẳng ca châu riêng nó cứ cướp cùng rật sắc xa thằng ốc cứ chập bị thân ạ mặt tay là hốt đó quạt bật chập chà chùm này đăng tu tới thân ạ tỷ đập bi hay bật to dốt chà bạ đi nhà bắt ăn ủ bẩn đất rư ko bẩn đất ấy xem xìm nế chà chẳng nó cứ chì khá tụi tụi bạn ốc cả sắc xa cướp cùng rật sắc xa nàng ấy nế chà tí bí cư tổ tù ban nơi à hà rục có chà nâng prạ xâm rạp ca sắc xa xem xem chẳng mình này thà cót có tổ tù ban ở cả à hà rục có phòng đài nế chia bí xe sật rấy cư trợ ban kế lược thực chật chà mình trâm tập đo là hà rục có thế chà à hà rục có mà chùm nuốn cứ cót miên tăng prạ ô bật thòm thêm tật lửa ca sắc xa ca ưu mau rưu ca chùm nai xem xem bao giờ nế chà nâng cư chia ca đó là ca mùi giang lò chà rư có bắt đầu sật nặng cho nó mới tiết cứ cho ruộng rò sẽ cầm phép cầm sàn ní ní đôi chỉ cây lá nặng vật vật thò chẳng còn đằng này sật trây cả đôi chỉ cậu ma rây chà cả đôi chỉ bỏ rò cứ quạt thở từ tù bán sật mà khi nó cần ca cho ruộng
Chà, cây lá con khơi nhé nè, sợ trấy, cậu mà rấy, các con a cho ruông, chà, lên được có bà cụt cây lá bán. Hay vọc bà thoa, chà, mê thà, rộ băm, chà, thì chiêng chấm lạ, vì muốn dương cả tháng, chiêng chấm lạ miền tập rồi, bần tay mình thế nè, sợ trấy các con ai khai chỉ chiêng chấm lạ. Con sấy, mình sấy các con miền chấm niến, hay có miền sất nè, nó ca. Riêng chiêng chấm lại được có cùng nụ với bạn đài thôi nhé chà nắng mập này này vào bà thò hay vào bà thò nó với miên à từ nay chờ tiệt chẳng nếu xong lược cho màu phần nặng hơi chấm nói mới tiết cư kha từ tù ban nơi bò miên chạy lẹ vì cao bồng nhé chẳng cap sắp sai vì cao bồng mình men chạy được có đo bò miên tai của mà ra được có bồ rõ hề cứ từ tù bò miên bàn tay của mà rầy nâng sát rầy được kia chẳng cứ thở bắt đo bò miên ở gọt giang từ lùng tú tụ lý mình miền ca rực ào hay bò làm miền nốt cứ chia bò làm miền đại trẻ lẹ đại trầm trơ đại bật ra còn chà chấm nốt trong cái ấy cứ cắt bẩn thoi nữa à tra họ băng ca sắp xa rồi bỏ sạch trầy chà cả lại nâng cứ dương tay tên dây tham ấy bục mà đài mà chấm nốt có tham ấy còn xây không riêng không nhằm bay nhé thông tư của nhập thời đồng chạy chà bần thái mình chẳng thể cứ tự kết âm pi ca đá do chất tốc đạn từ lời quạt trong phố ca bỏ bóng càng sắc xa mù là hạt ấy bạn chỉ quạt bỏ bóng chà bê khá cứ khoa nơi ca lực tự chất khoa nơi ca bắt đo sật chà bắt đo sật mất đôi nè cầu lực của thị hò mình chắc bê khá cứ ao ta con pro riêng ta bán ai con sợi bạch riêng nên chắc xua tha ở tra nơi ca bỏ bóng ca sắc xa bỏ quạt chẳng đấy cứ chẳng nơi xa ta ca mình bắt đo đầm lại tại mà sân chia ban bắt đầu đầm lấy ở cọt trả do chất tốc đạn chẳng ạt ra này cả bộ bóng ca sắc xa rồi bỏ sợ trây cả đồ chia sợ trây nó cứ mân miền thì thế phải nhé trả ở con trăn chẳng ở lớn đi bởi dương mơ từ lơ chùm lai nó không sầm nổ thì bấy cái đạo cụ cơ tha trả bồn tỏa khả niên dốn hay trả chẳng sầm nổ thì bốn cứ tệ tao tần nắng chà vì sai càng yêu mình mà đòn thật tao vì sai càng nghĩa sợ đây tôi ban sợ đó vậy ở vậy khá chà chẳng dừng ai bình nhận mơ lâm xa này chậm lại cho mình lại cứu tặng ọc nè chà chấm po nói không vì sai càng yêu vẫn sợ đây cứ tôi ban sợ chỉ ra đôi khi này nè thì môi cứ sợ tôi ban ở cả càng yêu mà khi tam sợ mà tập hiệp chẳng biết là bỏ quát miên sợ mà tập hiệp quát cả trời tôi ban ở cả càng yêu đâu cho nên bỏ rõ đài nè chà tiếp bị sạt lang đầm này, cha miền thay được việc càng ấy, cả từ tu ban prạ đầm này smart kia, nâng cao bản đồ bản đá smart tập hiệp bản thèm, dân cả lại nâng miền này tháp bờ quạt lõ quạt bậc khái cứ quạt trâu bờ đo sạt, ao lang đầm này đôi kia, cha miền tháp bờ quạt chia ở nhẹ đầm miền smart tập hiệp nó, cha mỗi tiết thay được việc càng ấy, chân mình trâu ban bản đánh chân quạt bị càng ấy và sân chỉ quạt sọp tam lệ khang trong trâu, nó, cha hơi chấm bùa prạ khai vẫn có cứ smart khnì prạ bẩm nai cho cha ca ở tây thì việc càng nhiều và quạt thôi ca vì cho làm đôi khnì anh chẳng bẩm miên ca lang prạ khai cứ từ lang prạ khai đôi khnì cha miên prạ khai ở bậc trăm cho làm được ở trong cho làm cứ từ tụ bàn smart khnì đốt đôi khnì cha hơi dương co mình lên đài nó phải để dương cho em pi ca thôi ca nghĩa mẹ mình đã thà riêng hay chọc lên riêng này cứ từ tu ban viện bà đồ bà đá đầm bay bồng răng xe mặt tập hiệp bà thèm chẳng cứ có tiếng phì tiếng bò rõ tiếng stress cứ từ từ tu ban ca bà đồ bà đá nâng đôi khi nha đầm bay bằng ca nên xe mặt tập hiệp bà bà bộ quạt chà chúng tôi mới tiết cứ sợ từ tu ban ca thay tôm sọc hợp hiếp bà ô bà thom bê châu ni vót cơ đôi chi ca cổ rụp lẹ khan ca nghĩa nè chàng chẳng dừng đăng này ở cái lái càng nghiêm mà chấm nút cứ cái miến chà khi hạ thả insurance á ban thân đi rạp rồng rứ co mà đó sắp ngay dừng đăng ấy chà rìa ro thả bị bá cứ ban bằng ca nữ chà rồi bóp sàn để sọc sông cùng á chà cứ bò sò sò cho nên về đây quạt thử chị ba lên một tí về rọt cứ quạt thử chấm này tại chỗ rứ co mình chấm này tại mà đòn chà chấm nách mũi tiết cứ sầm rạp rạp bị vọt chẳng cứ quạt thở từ tu bán đôi khi nó về đại quạt cha cho này vọt nó cha hai mũi tiết cứ tiết tông chấm mùi năng lệ khăn ca nghi em như tham mau về để ca thôi ca cha mến bộ rót thôi ca ở phần buồn mau không một sao đa thêm tiếng buồn mau nó cần tiếng rạp thay mau thêm á sợ tay thôi ca tại bay mau bán hơi bạch thôi cho anh tê hay rạp hai bán tách chà chẳng bà quạt trong thay mau quạt
miền Tây tầm nế cứ quát ai tham màu mà đối đôi khi này họ chương năng cứ chia cha chấm nốt đẹp bẹp bòn chấm mùi năng cha vì sai càng ấy năng hay chấm nốt trong cào nữa cứ ca ham khoát mình đánh chân vì càng ấy đói xa miền co rồi co lùng hai miền tập hiểm chương dương trong để dây gần lại năng cứ bẹp bòn chấm mùi năng sợi bố dương đang ai tha sợi cứ quát trâu thái cha bằng ca nơi thôn thiên mà nộp cha thôn thiên mà nộp mất cứ cha quạt thời lồng hai miền tập hiệp chắc nó bây để quạt ở sầm rã côn cứ quạt trời tại miền bây về lìa đằng bấy sầm rã lồng hai miền tập hiệp bay khai nè chắc nó không cùng lồng bây bay khai nó cứ mình ai miền sắp bật đánh quạt chân thì hai prạ khai quạt trời tại cha ba ở quạt từ tam lệ khăn lấy cầm hồn rồi có sát bàn nằng cha bờ sát bàn rót prạ khai rót với cứ sợi dây mình thở bàn cắt prạ khai thì tại bờ sát bàn cầm hồn cứ việc ai sai từ tam lệ khán trả được bạc cầm hôn nâng ai tha ở cắt bạc hai hai sáu phi rồi mà phai phi rồi cứ việc ai sai chẳng cọt mình miên sắt từ ban kỹ đánh chén thế không cùng lòng về để cọt chốc xong ra lúc hai miệt tập hiệp bay khai nâng cứ cọt chỉ bọc lực từ đá còn là tha cọt miên sắt từ xe được không khá chốc xong ra trả mình đôi bố rõ trả bộ rõ họ miên thở bộ xong ra câu này thế chàng chẳng nâng cư chia chà ở sất đài sát trây của tụ bán được nông vị sai khá càng hề chà chà xâm nô tiếp nam ta sát trây nơi chân nọ bót chà trời tụ bán sất ở vấy khá chà chẳng bảo cả lệch mơ ca rù nơi rồi bảo sát trây nơi chân nọ bót vẫn ta có thể tụ bán sất ấy thì khá nó chà chẳng là nghĩ mơ chẳng lai cho mình cổ tỏ khá nìa chẳng chung bố sát trây nơi chân nọ bót cứ có thể tụ bán sất đô chỉ thì mối cho rùm rò ca tạ tái nâng ca nọ vọt phai nâng ca nơi cổ lùng đập thân á nâng cho rùm sạc ca mập hiếp áp vọt nê nê khăn ông sạc cùng chẳng dừng đăng ấy thá có chếp này mùi nê ca áp vọt chẳng bỏ có chếp này mùi nê ca nọ vọt áp vọt bà tế rư có sạc cùng bỏ có chẳng có trâu miên sất nâng khăn ca cho rùm rò ca bằng ca côn vô bái chà phan ca ăn vọt nê nê đầm bấy ai sạc cùng bỏ con miên ca rì chóng ra nụ tí hò phan ca hẳn mệt chẳng chỉ tu tới nơi khăn ông sạc cùng rư có khăn ông khôn nì mùi nè mối kê miên ca bà chung bà chăm khai bỏ kế chẳng nơi khăn ông ca bà chung bà chăm khai rư có rò ca bà chung nê nê nâng cứ cái bắt đầu cả ao bị chia bờ rót miền sắt nó không cài bắt đầu được bao rồi còn lược bị bàn nhà rồi còn đập hai nàng cà xem xét nằm bay áp bị vọt sạc cùng nằng chẳng mình mến với đập bắt đầu thế bộ rõ ao từ châu rúm hay sắt tray đôi khi nhé cứ có từ bàn châu rúm hai cái vô mà tệ vô bao này cả và bắt đầu nó cứ từ cật hay vô từ anu vọt nó chả hai mũi tiết cứ ở sất từ tu ban ở ca prapra seva sa thi ra nạn niên nia tang sok ha bị ba nâng bò làm miên rồi có sanh sok sầm cùng chẳng những đang ngay cha seva sa thi nạn nâng cứ bẹp bòn mùi ghê môn tì bẹt nè bẹt đã quạt chữ quạt thở từ chị bàn bò làm miên cứ quạt thở từ tu ban cha thì họ thấy ao bò miên bị chôm miên ca bị vọt đầy xem xét mê không được cả trai rừng cát nâng quạt thở đáp sắp sai là bị chì bò rọt cha đau mình miên ca rồi ảo chà ca từ tu ban nơi sanh để sọc sòng cung miền tây ban ca ca pìa chia bị xe ẩm bơng xa không khổ xa để ca lang chấm bùn sợi trái á chẳng chà mình trái để thôi ca nơi không sạc cung nằng rồi còn nẹt để bẹp bòn thở tá ca pìa nữ chà sệt rồi bỏ quạt rồi phật bị cá rồi lục bóng pìa rồi có prapra nơi ẩm bơng xa nằng chà chấm nơi mưa tiết cứ từ tu ban ca ẩm rung không bẹp bòn nằng cài bẹp bòn chà chẳng đôi khi đi mẹn tự ca áp rung tại sợi trây nơi chôn ở bọc nơi tì cơ rong rồi tì bà chung chôn này chôn ở bọc đa trả giá cứ còn tự ban áo cả năng đôi khi này chìm xét áo cả mùi tiết nó cứ ca áp rung nơi không xạ cung tam bài mà tây xạ cung tại tại anh ta miên cả lõng mà áo phô đồng bọn khá cứ có đa trả giá mà tên nhưng cứ có ai chọn miên áo cả tư riêng nơi xả lá chăng ai để chân cứ cái bằng ca đầu miền mặt tây sạn cúng đại miền cù cọt màu bằng riêng nơi không sạn cúng và cọt tam đỏ cha hơi chấm nốt mũi tiên luôn cha miền phía sầm bay bắt cọt đà nà máy cá cọt cùng cái xin ấy tắc nâng kẹt mình để cùng cha chân đôi khi này đại cứ trơ áp hiệu vật nơi bọc bòn tắc bọc bòn phơng cha ca này nuông biển nà máy sọc phep cha bà ca luôn nơi bà cọt lùng bạ chân ở nhà thò nâng cứ thử cất ông pi cá sang song thì chúng rô cha rô bọc cọt đốt đôi khi nè cha chân tầng nâng hai cư chia
ចាសិតដែលស្ត្រីទទួលបាននៅក្នុងចាជនបទអញ្ចឹងដោយក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងណាដែលគូលើកយកតកតងជាមួយនឹងការថែទាំសុខភាពចាសេវាកម្មជាបាលអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ណាចាសំណួរទី 6មួយចាអញ្ចឹងទី 6គឺឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើស ចាចម្លើយរបស់យើងចាដែលតកតងជាមួយនឹងឃ្លានៅក្នុងលបះខាងក្រោមហើយថាតាចម្លើយមួយណាដែលបង្ហាញអំពីគំនិតយល់ស្របរបស់ប្អូនហើយនឹងមិនយល់ស្របចាអញ្ចឹងយើងមានលបះចំនួនចា 7អញ្ចឹងឥឡូវសូមធ្វើការអានក៏ដូចស្វែងយល់ជាមួយអ្នកគ្រូលបះទី 1បុរសមានសិទ្ធិជាងស្ត្រីក្នុងការបន្តការសិក្សាទៅថ្នាក់ខ្ពស់ទៀត ណាលបះទី 2ស្ត្រីនិងបុរសមានសិទ្ធិជ្រើសរើសការងារនិងមុខរបរដោយសេរីចាលបះទី 3សិទ្ធិក្នុងការដំឡើងតំណែងនិងឋានៈគឺមានតែបុរសចាលបះទី 4ទាំងបុរសនិងស្ត្រីត្រូវទទួលបានឱកាសសិក្សាដូចគ្នាណាទី 5ស្ត្រីមានសិទ្ធិលំហមាតុភាពតែមិនត្រូវបានទទួលប្រាក់ខែនោះទេ ទី 6កុមារីនិងកុមារាត្រូវទទួលបានការថែទាំដូចគ្នាចាពីឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាសង្គមទី 7ស្ត្រីគឺចាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រួសារតោះអញ្ចឹងកូនគិតមើលថាតើកូនយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតទាំងនេះឬក៏មិនយល់ស្របហើយលបះណាខ្លះកូនគិតថាយល់ស្របលបះណាខ្លះមិនយល់ស្រប ចាកតិចមើអរគុណតោះអញ្ចឹងឥឡូវផលិតមើចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងលបះទី 1គឺអ្នកគ្រូមិនយល់ស្របទេហេតុអីព្រោះយើងដឹងហើយថាបើសិតស្មើគ្នាមិនមែនទទួលបានការសិក្សាតែបរោះទេចាយាយដល់ខ្លីហើយទី 2វិញគឺយល់ស្របហេតុអីចាព្រោះសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសការងារស្មើគ្នាអញ្ចឹងអត់បានបែងចែកទេទី 3ចា มันโยสรอบให้มูลเหตุนั้นคนดังนะจ้าผู้ไอ้บ่គាត់មានសមត្ថភាពដូចគ្នាគាត់ត្រូវបានដំឡើងតំណែងដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនមានតែបរិសទេចំណុចទី 4គឺយល់ស្របច้าព្រោះយើងដឹងថានៅក្នុងចំណុចមេរៀនយើងមុនเนาะចម្លើយមុនเนาะក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវិស័យអប់រំស្ត្រីនិងបុរសទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការរៀនសូត្រណាច้าហើយចំណុចនៃចំទី 5គឺមិនយល់ស្រប ចាមកដល់ចំណុចនៃទី 5របស់យើងគឺអ្នកគ្រូជ្រើសរើសថាមិនយល់ស្របហេតុអីពីព្រោះយើងដឹងហើយថា ស្ត្រីទោះបីជាគាត់លំហែមាតុភាពក៏ដោយក៏គាត់ទទួលបានប្រាក់ខែដែរគ្រាន់តែថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយចាពេញលិញឬក៏មិនពេញលិញក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងហើយ6គឺយល់ស្របចាពីពួកអីស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារសំទោសកុមារីក៏ដោយកុមារាក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវទទួលបានសិទ្ធិការថ្នាក់ថ្នមការថែទាំពីគ្រួសារនិងសង្គមដូចគ្នាចាពីព្រោះគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នា ហើយ7ជាចំណុចចុងក្រោយនេះគឺមិនយល់ស្របហេតុអីចាគេថាស្ត្រីគឺជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រួសារមិនទេណាគឺមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដឹងអីសមភាព gender ទាំងគំនិតទាំងការជួយចាអញ្ចឹងមានថាគាត់ត្រូវទាំងការផ្ដល់យោបល់ទាំងការធ្វើការងារហ្នឹងត្រូវតែជួយគ្នានៅក្នុងគ្រួសារណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយនៅក្នុងសំណួរចុងក្រោយរបស់យើងគឺសំណួរទី 6 ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយនៅក្នុងសំណួរចុងក្រោយដែលអ្នកគ្រូដាក់ហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនបានគិតដែរเนาะចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយចាមានតែការអរគុណហើយអរគុណមែនតែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបន្តការសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាណាចានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា